Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để đánh giá tình hình và tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày hôm nay 20 tháng 1, Đà Nẵng ghi nhận 983 ca mắc COVID-19, trong đó có 630 ca chưa cách ly. Trong số 630 ca chưa cách ly có 369 ca tự đến các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế khám bệnh, xét nghiệm, 215 ca test nhanh dương tính được trạm y tế, các phường, xã lấy mẫu, 25 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 12 ca về từ ngoại tỉnh, 7 ca lấy mẫu tiểu thương các chợ và 2 ca là lực lượng phòng chống dịch xét nghiệm định kỳ. 829 trên 983 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng. Với số ca bệnh hiện nay tăng cao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các đơn vị địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Đối với các trường hợp F0 không đủ điều kiện cơ sở vật chất điều trị tại nhà, thì các địa phương tính toán phương án trưng dụng các cơ sở cách ly tập trung F1 trước đây để cách ly điều trị F0 nhẹ và không có triệu chứng. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp nhanh chóng triển khai trạm y tế lưu động để điều trị F0 tại các doanh nghiệp.